Riêng một thú trên ngàn tiêu linh đỉnh non bồng, một cảnh nghi sơn tràng. Quang bốn mùa trên bát ngát trăm hoa đua nở, dưới cánh bay cầm thú đua chơi chim bay phấp phới mọi nơi. Trên rừng tùng gió rung lác đác, đỉnh sườn non đá chất treo leo, sông ngờ thương nước chảy trong veo. Trong veo thuyền xuôi người ngược, hò reo vang lừng. Núi đá xếp mấy tầng cao thấp, ngàn cỏ hoa tắm mi tắp phất phơ, dòng trời ngàn mận ngàn mơ. Ngàn mơ ngàn giang ngàn mưa, chúc ngơ che ngàn vầu. Miền thịnh chỉ một bầu phong cảnh, mùi cơm lam thịt thính tiếng khô ưa, đồng đăng ao cá chở bờ. Đồng nghi đắng ao cá chở bờ, cao bằng thành lạng tam cờ tình tuyến. Kìa chợ mới nọ miền cây thị, chùa tam thanh nhất nhị vào ra, đông cuồng tuần quán bão hà. Đông nghi cuồng nga tuần quán bão hà, sông nghi thao sông cả, sông nghi bờ sông
kia ngư phủ buông câu, thả lưới nọ tiêu phu đồn cuối rừng sâu bốn mùa gió mát trăng thâu. Thank you.
Thank you.
cầu được rất thành, cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, cầu bình an được bình an, các con của chúng con đi làm thanh chứng tâm nhé. Dạ lại âm lên chủ nhan nhé, tách ra trong họ thanh chứng tâm thế văn làm chứng nát nhé. Dạ ra tại đây là cho chứng tâm chút và chứng lời tách ra trong họ nhé. Thank you.
Just
Thank you.
chính tiệc của Chúa, để bàn đèn bàn phủ của họ vào con nhất tâm với Phật, thật tâm với Thánh, ăn tại miệng thờ tại gia, để xin lộc xin tài của Chúa, để hôm nay đầu làm hai, mai làm kiệu, bắt ghế hầu Chúa để xin lộc xin tài. Dạ lấy Chúa về, Chúa ban lộc xin tài cho bách gia trong họ chúng con, để xin lộc xin tài của Chúa. Tiền của Chúa, của Chúa lúc từng đi không hết, để Chúa về, Chúa bá thí cho phàm trần chúng con. Di Đà Phật, con tấu lại Chúa. Thank you.
Lẹ tẹ
Chơi đủ chính chính nghi lâu 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 l
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Thank you.
để con tấu lại chầu người lòng bỏ để tỉnh chầu lại bái chầu về để chầu sẽ biết là bắt tiền ăn cũng như là giúp nghe che chở cho đồng thầy họ đào con. Họ đào con nhất tâm mấy Phật, thân tâm mấy Thánh để ăn tại nghiệp thờ tại gia sáng thanh hoa chiều lọc nước để xin lọc xin tài của chầu. Dạ lệ chầu, quyền chầu, phép chầu, ra bản trong này chầu để hôm nay đầu làm ngay vai làm thiệu bác thế hầu chầu. Để xin lọc xin tài, xin cho bản đền bản chủ, xin cho các gia chủ chúng con được nhà nào lọc ấy. Dạ lệ chầu để chầu cho được thuyền trôi một bến, nước chảy một dòng, được làm ăn đắc kỳ tài, sai kỳ lộc, các úng các kiểu chúng con đi ra ngoài làm ăn được gặp ông có đức Phật bà có nhân để xin tài xin lộc của chầu A Di Đà Phật con tấu lại chầu. Đâu có gì đâu. Dạ lại chầu. Để chầu cứ ngăn che hút che che cho quốc thái dân an được hưởng thái bình lại chầu. Chầu cũng đánh đông dẹp bắc để trên ngăn dưới che vút ve che chở cho bách gia trong họ cũng còn được nhà nào đó cái ta kính tâm đồng nền làm bách gia trong họ để từ đây quấy phân đại thế khác nhà máy nha tất cả đơn phương bản hạn nha. Wow.
sang hoa quả quan 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 quan
Lạy hoàng để thỉnh hoàng lại vái hoàng về để hoàng
ung dung hài hả để hoàn chính tâm cho bách gia chăm họ chúng con được nhà nào lộc ấy, để chúng con không trực ăn mày lộc của hoàng an như là Phật con tấu lại hoàng chính tâm nhất dạ. Hãy cho chúng con, hãy cho chúng con mềm thương vẫn biết những ước chi đây. Chúa bảo gì hồn biến thương tàn, ghế hồ đào chia tay sao đàn. Sao tông dây tay mái trời, bàn đề đây ông bơm thay vừa mãi tới. Ông lấy tay với người các con, các con ơi, bàn đề đây họ đang đang đợi rất lâu. Vẫn lại tập nổi cùng người, bao nhiêu ông hoàng bơ rũ sạch mở đời cho cái họ đã hồi được vinh nghi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thành ra hồi. Con ông xuôi mất đi cũng thịnh lời, con ông xuôi mất đi biết bao xa qua đêm về thành cô tâm thành ra hồi. Từ từ hôm ấy sau bài văn tàu con thịnh lời cô xấu sơn cha. Có bảy kim sao cũng thịnh lời, có năm bảy kim sao thành ra hồi. Em đem chung thủ mang che, kính mời con lan tóc đôi trẻ chân ca tùng gió rung mây ấy cũng thịnh lời vô tác ra sức đầu đầu nhất nhất. Lăn ra cô yêu cung và ngát hương là lì gió tu mù và ngát hương là lì trăng soi chi tiết đánh bạc lòng anh. Lăn ra cô yêu cung lòng anh cắt một tuần nha mi thì cô đã cười giang đàn chứng chứng hình xa. Cô bé trên ngàn xinh xay, cô bé trên ngàn lương đời cát nhật đi sáng về chân tình yêu cô là chung sơn thành ra hồi. Khắp lòng sơn văn đi vui cam đường đi sơn văn có sự tình cam đường cô mặt đất ta luôn có bao phủ biển đây, mặt đất là đồng nghi rõ ràng nào có thể chân thực đi khắp cô bé và đèn con sông con đi cô bé nghe bạn tên đi đêm 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 tức mạnh đào cô bé quỳ bao từ sáng đến giờ cô bé đi đâu từ sáng đến giờ màu sáng đã xuyên để nhắc nhận tiếng lên cùng mình thôi thành máu đẹp nhạc đã thiêu thiêng thành vân công chúa trên đường tuyến vẫn sáng về nhưng xa nhưng tóc xây vẫn vẫn chưa bật bật người này xa lắm vì giữ đất thương ân thành vì phúc vẫn chưa bật 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 năm mơ cũng xa bồ đào ta mà tất cả si đào thành ra lần xa thành máu đệ tàng cung đình mời thành máu đệ tàng xin lần lòng nữ mẫu người đệ này thoại A Di Đà Phật giới đi chân nhang vận khởi xuân tiên tượng để đưa quyền cầu hiện tại tiên lô phong phật các nhân lần tức biến mắt thập phương nhất là dù hiện nặng đưa mai trên trời lần xa có quân tâm đi trần trần chi nhiều văn võ quân thần anh linh đất la hành xa hồi cung
lòng dõi thành xa đau hồ hai đường mong hương thương cô đệ nhất đi tức toàn hồn là xa đau hồ đệ nhị đại nàng to cô đệ nhị đại vâng nhập nhập lên ngày soi tỏ cảnh thác ở rực rỡ thành xa hội năm miếu rõ ràng năm mươi năm miếu rõ ràng thành xa hội để nhân nhân cùng qua trên đây cùng mình thôi năm xa hội dọc dọc nguyên cài chiến triệu la thái tử đề tam cung đình bầu lần xa lần xa hồi tiếng bàn bàn định mời quan đệ tử lần xa hồi chính quan quê nhà nhân gian đi chính quan đi xa hồi bán hại đồng tình một ngôi cha bán bại đồng tình đào kiếm tôi quan tiểu thất xa vui vẻ đến dòng sông hôm mai cho bà đều nhất vui vẻ về thành xa hồi tiên thanh tranh nam dương nam nga đen thành trên trường hà thành xa hồi vì phụ thiên ai để tam châu lần xa hồi đất nam tiên nữ trung thiêu thuần một đi chân trường hà là đất thành xa hồi tiếng cũ lê chiều giờ chẳng nghe tiếng cũ lê chiều lần xa hồi lòng thành trong một tuần nhang mời châu đông giang đã xa hồi cho bảy kim sao cùng đình bầu xa thành xa hồi như tướng quát ngàn đài thương lần xa hồi chín suối bao xa chín người chín suối bao xa tình mời trời kỳ vĩ thành xa hồi đồng bỏ chín lặng có ai đi đồng bỏ chín xa hồi bắc lệ bao xa đi bắc lệ bao xa sẽ lên thành xa hồi hoàng lâm suối lên thành xa hồi và sáu lục lục đi cùng mình bơi sẽ lên thành xa hồi lên đất bảo tài nhắn ai lên đất đất bảo xa hồi hoàng tám bắt lục lục dân văn ma hoàng tám sẽ lên thành xa hồi ông chín trên trời vương văn minh hoàng chín thành xa hồi cung khi thanh nhàn cô đệ nhất dáng ở lên chơi đàn
đâu sắp phục lần xa đâu gì bồng lai là cảnh thiệt hai tố cô đôi chua đá thích xa hồi là bóng cô ba để nước mắt ai ướt đẫm bạt ngàn.